Hi, I'm Garden Grove Mayor Steve Jones, fellow foodie and eater extraordinaire. I'm really excited to share our treasure chest of international and traditional food choices that entice people from all over to come experience our tastes, our smells, our sounds, and our sights in Garden Grove. From the cultural richness of Little Saigon and OC Koreatown to the comfort of local favorites in the downtown area, Garden Grove is a melting pot of amazing food choices. Because we're a city focused on reimagining ourselves through unique projects and endeavors, we've brought together the importance of supporting our diverse restaurant community with showcasing choice places to eat in Garden Grove. It's a virtual food tour that brings the brilliance of each restaurant to life, leaving your mouth watering. However, it didn't happen overnight. It began during a difficult time when restaurants were taking one of the hardest financial hits during the pandemic. As we all worked diligently towards safely and strategically reopening the economy, we knew the desire to eat out and try new things would be at the forefront of the new normal. It's the reason why the Garden Grove City Council put so much emphasis into helping local establishments keep their doors open by providing the tools and resources to help them not only survive, but thrive during this unprecedented time. These efforts resulted in the protection of local jobs, which meant saving the integrity of our unique food culture. I invite you to explore the foods of Garden Grove via our interactive foodie map at ggcity.org to find out what you've been craving. I promise you're going to find it right here in Garden Grove. Xin kính chào quý khán giả của đài CBN TV trên Vân tầng 14.5 với chương trình Người Việt trên đất Mỹ. Quý vị vừa coi một đoạn video rất ngắn giới thiệu về chương trình mới của thành phố Garden Grove và nhân vật chính trong cái video đó là thị trưởng Steve Jones. Thì quý vị vừa mới coi trong video thì bây giờ trong phòng thu hình của chúng tôi mời được thị trưởng của thành phố Garden Grove đến với chương trình. Thank you so much, Mayor Steve Jones, for coming to our talk show today. We just saw you a moment ago on the video clip. Now you're in person, and would you like to say a few words to the audience? Yeah, xin chào quý vị, tôi là thị trưởng Steve Jones của thành phố Garden Grove. Mayor Steve Jones, I'm honored to be here with you, Christy, and you too, on the show today. Thank you. Dạ vâng, cũng trong ngày hôm nay, chúng tôi, chị em chúng tôi, cô Christy Thái, nhân viên giao tế của cộng đồng thành phố Garden Grove. Thì chào Christy. Dạ, xin chào nghị viên Thu Hà. Xin kính chào quý khán giả của đài CBN TV. Hello Mayor, welcome to our show. It's like, your Vietnamese is great. I was very surprised. Dạ vâng, kính thưa quý khán giả, thì cái chương trình Foodie in Garden Grove là một cái chương trình rất mới của thành phố hôm nay. Và chúng tôi xin chuyển lời lại nhường lại cho chị Christy có thể chia sẻ với ông thị trưởng Steve Jones và cái chương trình đặc biệt về Foodie in Garden Grove ngày hôm nay. Yeah. So Mayor Jones, I know that this is a new program, the new campaign that we just rolled out to the community. I know you've have a good relationship with local restaurants. So share with us a little bit about this the program. Yeah, I'm really excited about it. Just that the video is finally out. It's been a while in the making. You have no idea how many takes it took and how many hours it took just to try and get a few decent clips out of me doing that. But then all the footage of all the different restaurants, we just have so many hidden gems in Garden Grove. I agree. All yeah. different kinds of foods from all over the world that we enjoy here. It's probably number one thing I love about being in Garden Grove is you can get any kind of food you want any time of the day or night. We have so many choices from pho and dim sum and, Korean barbecue and tofu. Whatever. Tofu, yeah, everything. Mexican food, you name it. Nice. And now we have a lot of crossover, right? Like the new taqueria place at Steelcraft, which is a Mexican restaurant. But they have a birria ramen, they have all these, so that you see these fusions, yeah, a lot of fusion going on in Garden Grove, and that's really, really cool. Of course, we're showing Seven Leaves and whatnot, which is a Garden Grove success story, which has gone national now and, becoming the new, Asian Starbucks, if you will. It's very cool. Kính thưa quý vị, thì ông thị trưởng vừa chia sẻ một chút xíu về con cái campaign này. Đây là một cái campaign rất là mới, giống như Christy hỏi ông ta thì ông nói là với một cái cộng đồng đa văn hóa như là thành phố Garden Grove có rất là nhiều nhà hàng, từ đồ ăn châu Á, đồ ăn Việt Nam, đại hàng, đồ ăn của người Mẹ, hoặc là những cái nhà hàng mà có những cái phong cách riêng rất là nhiều. Thì đây là một cái chương trình mà chúng tôi muốn
cho những cái người dân sống ngoài Garden Grove hoặc là du khách khi mà tới đây có thể có được những cái option, có được những cái sự lựa chọn và biết được đến cái nền ẩm thực của tại thành phố. Tại vì cái chương trình của mình là Foods of Garden Grove, là ẩm thực tại Garden Grove. Mình muốn cho những cái nhà hàng cũng như là những ai mà thích những cái phong cách của ta thành phố có được cái sự lựa chọn những cái nhà hàng trong vùng của mình. Yeah. Nhưng mà cái đặc biệt là có nhiều nhà hàng nhất là Hidden Gem chưa được khám phá, được biết tới nhiều, thì đây là cái chương trình mà sẽ giới thiệu những nhà hàng mình đa số nhiều quý vị chưa được nếm qua, chưa biết thử qua. Có nhiều cái nhà hàng nhỏ nhưng mà tại vì giống như không có ai biết tới, thì bây giờ chính là những cái qua cái chương trình này mà đồ ăn rất là ngon. Dạ, qua cái chương trình này hy vọng là sẽ được giới thiệu rộng rãi đến với lại cái dân những người xanh ẩm thực. I have a question for you, Mayors. How did the city of Garden Grove? I mean, I know the answer already, but a lot of our audience doesn't know. So, how did we come up with the ideas and to execute it in a timely manner? Because right now is, you know, we opening up the economy, open up, and then this is time where we're gonna, you know, really 100% all in to help the local business. So how did you have that idea? Yeah, I mean it's hard to give specific credit, and like anything, I think we've just got such an amazing team, right? From our council, our staff, and whatnot, and all the input that we pick up. So a lot of times there's a convergence of good ideas that comes from different sources. I think in part I credit our colleague Councilmember Kim Nguyen at one point. You know, 6-8 months ago mentioned that, hey, we should do something where we get out and actually go visit different restaurants and eateries and stuff and go kind of highlight different things that are cool around town. At the same time, our economic development department, Lisa Kim and her whole amazing and creative crew, was kind of along the same lines, thinking about how do we promote the Reimagine Garden Grove campaign? How do we share what's special that already exists right here in Garden Grove in terms of all the food choices or whatever? So. And like I said, that's just a couple people and a couple groups I mentioned. There was a lot of different input from a lot of different sources, and obviously the local restaurants all say, hey, help us out and help us promote. It's been challenging times in the last year, and as everything's reopening, it's perfect time to unveil this, and I hope people go to the website, watch our little snippet video that was just shown, and then go start clicking on the map and saying, what do I feel like eating tonight, and going out and trying different things out. We've got so many wonderful choices. What do you eating tonight? here's an example was not too long ago, right? Kim shared with us Cafe Orange on Garden Grove Boulevard near Gilbert. I never knew it existed before. Now my kids are hooked on it. We've got to go there for smoothies and our little chicken poppers and whatever. And there's so many cool places around town that I've never even tried. I'm out and about all the time. The Hidden Gem has not been covered yet. Exactly. It's covered yet. We are a very big city, so I agree with you on that part. There are so many local hidden gems that we never know, like what kind of food or specialty that they serve. So I hope, like through this program, other people will be able to see that and find out about the restaurants. Kính thưa quý vị, là nghị viên Thu Hà có hỏi cái ông thị trưởng là tại sao cái nguyên nhân gì mà ông thị trưởng có thể có được cái idea về Food of Garden Grove, thì ông chia sẻ một chút xíu là cái ý kiến này cũng là của cô nghị viên của địa hạt 6 là cô Kim Bernice Nguyễn và những đội ngũ nhân viên của thành phố, giống như là cô Lisa Kim là phó tổng quản trị của thành phố, đã nghĩ ra cái chương trình này. Đây là một cái chương trình nhằm giúp cho những cái người kinh doanh tiểu thương tại thành phố Garden Grove, bởi vì trong cái mùa dịch Covid họ rất là gặp những cái khó khăn, thì đây cái chương trình này giống như là mình có thể chia sẻ là thành phố cũng muốn giúp đỡ những cái tiểu thương đó có thể có quảng bá và có được những cái sự chú ý từ những người sành ẩm thực. Có những cái nhà hàng nhỏ nhưng mà họ giống như chúng tôi chưa bao giờ biết tới, hoặc là họ nằm ở trong một cái khu mà không có ai biết tới, thì sau khi có, theo như Chrissy biết, những cái qua cái mùa dịch đó, họ cũng có, chúng tôi cũng có đưa ra những cái chương trình về micro business relief program và những cái chương trình giúp đỡ cho những cái tiểu thương, thì qua đó mới biết được những cái nhà hàng nhỏ đó và giúp đỡ cho họ. Thì sau khi cái chương trình Food of Garden Grove này, chúng tôi đã có những cái nhà hàng đó, và họ đã ở trên cái website của thành phố là
Foods of Garden Grove GGCD, Food of Garden Grove, quý vị có thể lên trên website và coi thử những cái nhà hàng tại địa phương và những cái ẩm thực mà họ, những cái nhà hàng họ specialty về cái món nào. Yeah. Và cái đặc biệt là ở quý vị trên màn ảnh nó là interactive map, tức là quý vị bất cứ click vào những cái location trên cái màn ảnh như quý lên website đó, và click vào cái map đó, thì quý vị sẽ biết cái địa điểm và vào cái nhà hàng đó, và trong cái nhà hàng đó quý vị thấy có những cái món ăn đặc biệt của họ ở trong cái hệ thống đó luôn, cho nên đó là một cái one click click away. Cái website của thành phố cho cái gì chia sẻ một chút xíu là ggcd.org. Khi mà quý vị lên trên đó, cái foodie map nó rất là rộng, nó có thể nó capture hết nguyên cái thành phố của mình, và những cái blue point ở trên đó mình khi mà mình click vô cái nào đó thì họ sẽ cho mình biết là cái nhà hàng đó nằm ở góc đường nào, có gần với mình hay không, thì lúc đó mình có thể sẽ lựa chọn cái chỗ nào gần với mình. Rất hay. And I know City Garden Grove have a lot of upcoming event, and especially the upcoming week we have one of the event almost annually and for many years. So can you share with the audience what event that? Yeah, sure. So next Tuesday, August 3rd, is our annual National Night Out. This has been a tradition in the city where our police department gets to go out and interact and mix and mingle with the public. There's a lot of live demonstrations, there's giveaways. It's an opportunity to meet police one-on-one and talk to them about what's going on in your neighborhood or around your business and whatnot. So it's just an opportunity to just personalize our relationship between our residents and our business community and with our police. And it's wonderful that they do this. It's very proactive to be just out there and about and engaged in the community as they are. And it just helps to form that trust in our police and the safety they provide, and the confidence to reach out to them if and when you ever need them, that you know that they're very approachable and very personable. They're human beings, and they come out and they'll meet with the community and public. They're community friends. They're wonderful community friends, and we're so lucky that we're protected in a big city that we are by our police. Xin quý vị đừng rời khỏi màn ảnh, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại để gửi đến quý vị những tin tức mà ông thị trưởng thành phố Garden Grove Steve Jones vừa chia sẻ. Hi, I'm Garden Grove Mayor Steve Jones, fellow foodie and eater extraordinaire. I'm really excited to share our treasure chest of international and traditional food choices that entice people from all over to come experience our tastes, our smells, our sounds, and our sights in Garden Grove. From the cultural richness of Little Saigon and OC Koreatown to the comfort of local favorites in the downtown area, Garden Grove is a melting pot of amazing food choices. Because we're a city focused on reimagining ourselves through unique projects and endeavors, we've brought together the importance of supporting our diverse restaurant community with showcasing choice places to eat in Garden Grove. It's a virtual food tour that brings the brilliance of each restaurant to life, leaving your mouth watering. However, it didn't happen overnight. It began during a difficult time when restaurants were taking one of the hardest financial hits during the pandemic. As we all worked diligently towards safely and strategically reopening the economy, we knew the desire to eat out and try new things would be at the forefront of the new normal. It's the reason why the Garden Grove City Council put so much emphasis into helping local establishments keep their doors open by providing the tools and resources to help them not only survive, but thrive during this unprecedented time. These efforts resulted in the protection of local jobs, which meant saving the integrity of our unique food culture. I invite you to explore the foods of Garden Grove via our interactive foodie map at ggcity.org to find out what you've been craving. I promise you're going to find it right here in Garden Grove.